qua thưởng thức minh châu dịch về, thì kheo giác lãng biên soạn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm dịch kinh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập tùy phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Tiếp đến, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Lãng được một lớp học hôm nay. Con kính thỉnh thần giác lặng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, thỉnh thoảng chúng ta được nghe một số người có những thành công ở trong đời sống, thí dụ như là một người giàu có, thành công về tiền bạc, là một người học giỏi, có sự thành công trong học vấn, hay là một người mà là một chuyên gia về một mặt nào đó, thì có cho chúng ta một vài cái gợi ý về những cái bí quyết hay là về cái phương cách làm việc. Những gợi ý này rất là quan trọng nếu chúng ta lắng nghe và áp dụng được trong đời sống. Đức Phật là một bậc giác ngộ. Ngài dạy cho chúng ta rất là nhiều điều hết sức là hữu ích. Nhưng mà đôi khi chúng ta nhận ra một chuyện là người Phật tử với cái kho tàng kinh điển lớn lao của Đạo Phật là ít có khi nào chịu khó đọc rất kỹ, suy gẫm rất kỹ những gợi ý mà Đức Phật dạy cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Bài kinh hôm nay thì thứ vị nhắc lại một cái giai thoại rất là ngắn mà chúng ta phải đọc sớ giải, đó là một vị thiên mà chúng ta gọi là địa tiên, tức là chư thiên sống trên mặt đất và sống trong rừng đó, thì có thể là một vị thọ thân. Vị này đã gặp Đức Phật để bày tỏ cái thắc mắc là tại sao vị này thấy có nhiều vị tỳ kheo sống ở trong rừng, đời sống rất là đạm bạc, ăn một ngày một bữa, mà cái sắc diện vị đó rất tốt, rất là tươi tắn. Thì Đức Phật Ngài đã dạy những điều mà
rất là cô độc, ít khi chúng ta nghĩ đến, rất ít khi chúng ta nghĩ đến. Và bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh này trước. Hy vọng khi quý vị nghe xong phần chánh kinh thì thượng tọa Tuệ Siêu sẽ vào được kịp để giảng dạy cho bài kinh này. Xin quý vị hãy đọc cho phần chánh kinh. Dạ, chúng con kính tri ân thần tòa giác đẳng. Con xin đọc bài. Khuyến nước sống an lạc, kinh trường núi Aranyasuttan. Chương 1. Tương ứng chư thiên phẩm cây lao. Sống tốt là sống không dành quá nhiều thời giờ cho những gì vượt khỏi khả năng hữu hạn. Hai điều khiến chúng sanh đau khổ nhiều là muốn quá khứ khác hơn và đặt nhiều kỳ vọng ở tương lai. Quá khứ là đống tro tàn mà không ai có thể thay đổi. Tương lai thì chưa tới do còn muôn điều không ai biết. Điều tệ hại hơn là do bận tâm nhiều với quá khứ và tương lai, người ta đánh mất giây phút hiện tại, thời điểm đang thật sự có và có thể làm tốt được. Bài kinh ngắn này ghi lại một chi tiết thú vị. Ngay cả một vị thiên cũng không hiểu tại sao có những bậc tu hành sống ăn lạc trong nếp sống rất đạm bạc. Đấng thiên nhân sư đã trả lời: chính do biết sống với hiện tại, kinh văn nhân duyên ở Sawatthi đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh. Một ngày ăn một buổi, sao sắc họ thù diệu, không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắp thù diệt, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như rau xanh rời cành. Thích văn: ái ranh nhá rừng, cảnh lan lan nhã, xanh ta năng râm, má cha rí năng, phạm hạnh thanh tịnh tịch tôn. Ê các pháp tăng, một bữa ăn duy nhất, quanh ná màu da sắc diện, bác si đá tí tươi sáng, anusso chá tí than giản, na nusso chá tí con xin lỗi na nusso chân tí không than giản, ati tá quá khứ chuyện đã qua, bát chấp bát tý mong cầu khao khát, na bát chấp tâm tý không mong cầu, na gác tá vị lai cái chưa đến, gia phê tý nuôi dưỡng cuộc sống, bát chúc bành ná hiện tại cái đang có, thức nghĩa. Sơ giải ghi rằng vị thiên này là một vị sống trong rừng, nhìn thấy những vị kheo tu thiền với thần sắc tươi sáng nên thắc mắc như vậy. Sống mỗi ngày một bữa ăn vừa phải với người tu thiền, đó là nếp sống trung đạo. Diện mạo và màu da tươi sáng cũng là một trong những biểu hiện của nội tâm kiên cố định và niệm. Tu tập thiền định là một lối sống với hiện tại theo ý nghĩa xác thực nhất. Những hối tiếc, phiền muộn, những gì đã qua được xem là sự tiêu phí năng lực vô ích, vì không ai có thể thay đổi được những chuyện đã rồi. Những khát khao ở tương lai cũng là thái cực khác của tâm lý, vì rất ít khó ai biết chính xác ngày mai sẽ ra sao. Sống với hiện tại tức là không phí đi thời gian thật sự có được và
những gì có thể làm được trở nên thật sự khả thi. Chúng con thành kính cung thỉnh thần tọa giác đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi mới vừa nhận được thông tin cho biết rằng Thượng tọa Từ Siêu không có giảng được hôm nay vì bận đi xa, và chúng tôi sẽ điện khuyết. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày đó, thì chúng ta phải nhận rằng hầu hết chúng ta đều rất là phấn đấu. Chẳng những phấn đấu để làm việc, mà chúng ta luôn luôn phấn đấu để mưu cầu phúc hay là sự an lạc. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng đa số con người sống trong sự bất an, không có hạnh phúc. Lấy một chuyện rất là đơn giản là nếu chúng ta thật sự an lạc thì mình không có dành thời giờ để bận tâm đến những chuyện không đáng bận tâm. Để lấy một ví dụ như vậy là chúng ta thử hình dung là mình có cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Về tiền bạc, về tiện nghi của đời sống, về người thân của mình, thì chúng ta sẽ tìm cách để tận hưởng những sự hạnh phúc đó, những giây phút an lạc đó, chứ chúng ta không có bỏ nhiều thời giờ để bàn chuyện của thiên hạ, để mà than trời trách đất. Nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm lại, nhìn lại ở xung quanh mình thì những người sống an lạc tương đối rất ít. Đa phần là sống một cách buồn nản hay than thở và thường hay chỉ trích. Thưa quý vị, có để ý không? Có một số người chuyên môn đi càm ràm than phiền về chuyện của người khác. Thậm chí họ nghĩ rằng họ nói chuyện của người khác họ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhất là chuyện đã xảy ra rồi, toàn là những chuyện thị phi, những cái chuyện mà chúng ta gọi là chuyện của ông này bà kia, và phần lớn là chuyện quá khứ đã xảy ra, và thậm chí những chuyện không xảy ra họ cũng tưởng tượng là xảy ra. Đôi khi chúng ta không để ý, nhưng mà khi mà tâm tư chúng ta bận rộn với những điều đó đó, nó cho thấy một cái thái độ thiếu an lạc, thiếu hạnh phúc. Một người mà thật sự sống an lạc hạnh phúc đó, thì người đó sẽ không có tiêu phí thời giờ cho những chuyện không đáng, và họ luôn luôn tận dụng thời giờ có được để làm cái gì cần thiết trong hiện tại, sống an lạc với hiện tại. Khi mà đọc vào kinh điển của Phật Pháp á, đôi khi chúng ta nên tự nhắc một điều rằng ngày nay đó, có rất nhiều người Phật tử đi chùa thắp nhang lại Phật, nhìn lên tượng Phật như một vị thần linh và để cầu nguyện ban phước cho tương lai của mình. Ít có người Phật tử nào cảm nhận được một điều rằng từ rất xa xưa, cách đây 25 thế kỷ,
ở một vùng đất mà chúng ta gọi là miền Trung của Ấn Độ, Đức Phật ngài ra đời. Ngài đã dạy nhiều về cái phương cách sống an lạc. Những lời dạy của ngài chứa đựng một cái nguồn minh triết vô tận, những cái ánh sáng soi rọi cho những gì mà chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ hàng ngày. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại ít có tận hưởng, ít có tìm cách để thừa kế được cái gia tài đó, mà chúng ta lại nghĩ về Đức Phật qua một phương diện hoàn toàn khác. Thế kỷ 20 đã chứng kiến một sự tăng trưởng mạnh mẽ của những người Tây phương đến với đạo Phật, và họ không có ngờ rằng ở dưới cái mái chùa, ở trong những cái lời kinh được tụng, lại hàm chứa những cái lời dạy mà nó không mang tính cách thờ phượng của tôn giáo, mà thay vào đó dạy rất nhiều về cái cách sống. Thì thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay cho chúng ta một cái hình ảnh rất ngược lại những gì mà chúng ta suy nghĩ. Nếu chúng ta đi về các cái xứ Phật giáo và phương Đông, thật ra phương Tây cũng vậy, những nơi nào có tôn giáo thì chúng ta thường thấy con người lập những cái đền miếu để thờ những linh thần. Linh thần đó có thể là thần hoàng thổ địa, có thể là bà chúa xứ, có thể là thần thánh này thần thánh kia, để mong cầu những vị đó phù hộ, mang lại cái may mắn và dĩ nhiên là mang lại cái hạnh phúc cho bản thân của mình. Hình ảnh người ta thắp đèn, thắp nhang, nghi ngút ở tại các cái đền miếu cho chúng ta thấy một cái gì rất là tôn giáo, mang nặng cái tính nhân gian. Thì bài kinh này lại cho chúng ta một cái hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Ở trong bài kinh nói về một vị thiên, một vị địa tiên đến gặp Đức Phật bằng một câu hỏi, bằng một thắc mắc liên quan đến hạnh phúc. Thần linh ở đây, những vị linh thần ở đây không ban phúc mà lại thắc mắc về hạnh phúc. Và câu trả lời của Đức Phật lại không mang cái tính ngưỡng, mà mang cái cách rất là hiện thực, thực tiễn ở trong đời sống này. Thì thưa quý vị, Đức Phật ngài qua một cái kệ ngôn rất ngắn dạy về hai cái hiện tượng mà chiếm ngự đời sống của con người, và từ đó con người sống vui thì ít, khổ thì nhiều. Một đó là sự sầu muộn đối với quá khứ, là những gì đã qua. Chúng ta phải nhận rằng là ở trong cuộc sống này không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mà quả thật là những điều trái ý nghịch lòng có nhiều hơn là những điều mà làm chúng ta hài lòng. Nhưng mà còn tệ hại hơn nữa là khi những điều trái ý nghịch lòng xảy ra rồi thì nó để lại một cái vết hằn ở trong tâm khảm của chúng ta, mà nó khiến cho trí nhớ của chúng ta khi mà hồi ức lại đó thì lại nhớ về những chuyện không vui nhiều hơn là chuyện vui. Dù là chúng ta sống một mình hay là trong những cuộc đàm luận với bạn bè, hoặc giả là
chúng ta đọc về những câu chuyện internet ấy, thì chúng ta thấy rằng con người rất ít khi tập trung vào hiện tại, mà toàn đa phần là bàn về quá khứ. Chúng tôi sống ở tại Mỹ 41 năm rồi, và chúng tôi cũng sống trong cộng đồng người Việt. Nếu có ai hỏi chúng tôi về một vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng cộng đồng người Việt ở hải ngoại nhiều nhất á, thì chúng tôi phải nói rằng có một số lớn những người gọi là sinh hoạt trong cộng đồng, là những người thường gọi là ông này bà kia trong cộng đồng đó, hay bận tâm nhiều đến chuyện quá khứ. Những cái chuyện mà ông Diệm, ông Ngô Đình Diệm, mà chuyện vua Bảo Đại, chuyện ông Thiệu, ông Kỳ, Hồ Chí Minh, chuyện này, chuyện kia. Và hầu như là không có ngày nào mà người ta không chửi bới nhau, người ta không nói về những chuyện đã xảy ra trước năm 75, trước năm 54, trước năm 45. Chúng ta nói nhiều về những chuyện đó để mà nặng nhẹ với nhau, để mà chửi bới nhau, để mà công kích nhau. Nhưng mà rồi cái gì mà nên làm và làm được trong hiện tại thì rất ít khi chúng ta có nghe được một bài báo, đọc được một bài viết mà nói về cái gì chúng ta có thể làm trong giây phút này. Thậm chí có những người đem về những quá khứ, mà những quá khứ đó hoàn toàn là nó đã không còn có giá trị gì sau 3-4 thế hệ rồi. Thì chúng tôi lấy ví dụ như chiến tranh Việt Nam. Dạ, chiến tranh Việt Nam. Cuộc chiến tranh Việt Nam đó, nó giống như cuộc chiến tranh thời Pháp, nó giống như cuộc chiến tranh trong quá khứ. Và những người ở trong cuộc thì đã chết rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục xào đi xào lại. Đó là một chuyện. Hay hoặc là chúng ta nghe có những người thỉnh thoảng ngồi lại với nhau về chuyện ông này bà kia, chuyện xảy ra hồi năm trước, tuần trước, tháng trước, để làm gì? Để tán gẫu, để ngồi lê đôi bắt. Nhưng mà từ những câu chuyện đã qua đó, hoàn toàn chúng ta không làm được gì hết. Thì đó là một cái dấu hiệu chúng ta gọi là sự trì trệ về đời sống tinh thần. Ở trong lời giải này của Đức Phật, Ngài có đề cập đến một chuyện là than chuyện đã qua, hay là phàn nàn về những chuyện đã rồi. Người ta nói quá khứ là một đống tro tàn. Nếu chúng ta khơi về đống tro tàn đó mà chúng ta cố gắng đốt lại thành lửa đó, thì thứ gì sẽ khó lắm. Ai trong chúng ta mà đã từng đốt củi lửa rồi, bây giờ đống tro tàn nó đã là tro rồi, bây giờ chúng ta đem đốt lại sao đốt lại được. Nhưng mà đốt là đống tro tàn, đôi khi nó cũng còn có thể khả dĩ đi. Nhưng mà chúng ta đem quá khứ để mà than phiền, để mà nhồi nặng, để mà thế này thế kia, nó chẳng giúp ích cho chúng ta. Và con người thật sự là giảm thiểu đau khổ cho đến khi nào mình nhận ra được rằng chúng ta có một căn bệnh là sống quá nặng về quá khứ. Và trong cái sống nặng về quá khứ đó thì dường như là chúng ta nghĩ rằng mình nhắc lại chuyện quá khứ để nó được cái gì đó. Thật ra thì đời sống này không phải lúc nào nó cũng xấu hết, nó cũng tệ hết. Quá khứ cũng có những quá khứ vàng son, có những điều mà như Nguyễn Tuân đó, Nguyễn Công Hoan đó là văn bốc một thời. Nhưng mà đa phần chúng ta nên nhớ rằng cái ký ức của chúng ta nó hay nhớ những chuyện không vui. Hồi trước người ta có nói về một loài ngựa hoang mà ở trên lưng nó có bao nhiêu vết hằn, những vết vết sẹo của thời gian. Đa phần chúng ta cũng vậy. Chúng ta như là một loài ngựa hoang. Ở trước mặt là đồng cỏ mênh mông. Nhưng mà nếu con ngựa hoang đó nó vẫn luôn luôn đau với cái vết sẹo trên lưng thì nó sẽ không hưởng được cái đồng cỏ đó. Chúng ta không từ chối được rằng cuộc sống con người nó có những cái bất hạnh do cái quả quá khứ. Đời sống chúng ta nó có những khuyết điểm, tại vì chúng ta là con người.
nhưng mà cứ nhai đi nhai lại quá khứ, như con bò gọi là nhai cỏ lại đó, thì con bò nó nhai lại có khi nó còn có cái chất dinh dưỡng khi nó để vào trong miệng, nhưng mà con người chúng ta có nhai lại quá khứ không được cái gì hết, hoàn toàn không được gì hết. Dĩ nhiên người ta nói là ôn cố tân, tức là nhìn lại cái đã qua để mà học, nhưng mà nếu để học có quá khứ thì chúng ta chỉ cần nghĩ đến một thoáng, một lúc nào đó, chứ không phải ngồi để nhai hoài. Và một cái khả năng mà rất là quan trọng, rất là tốt, là một người tu tập đừng để quá khứ ám ảnh, đừng để quá khứ ám ảnh mình. Chứ có một vài lần được nghe ngài Pandita và Ajahn Mahabua kể rằng có những người họ đến chùa tu bát quan trai giới sinh ngũ giới, họ muốn làm mới lại tâm tư của họ để không có phải lấn cấn với những chuyện của quá khứ. Họ cảm thấy rằng họ chắp tay lên thọ tam quy ngũ giới hay bát quan trai giới để tâm họ nó tinh khôi, nó mới, nó không có phiền muộn. Và nếu có chuyện gì cần phải nói về quá khứ thì họ nhắc một lần, chứ không phải là họ đang nghiến, họ nói đi nói lại, nói tới nói lui. Có những người lạ lắm, thưa quý vị, họ không thể nhắc chuyện quá khứ một cách bình thường được, mà phải phải nhai đi nhai lại nói hoài, cho dù là cái người nghe không phải là đương sự trong cuộc, và cho dù cái chuyện đó đó là chuyện xảy ra 10 năm trước, bây giờ nói lại cũng bằng thừa. Nhưng mà cái thái độ mà sống quá nặng về quá khứ, nó là một biểu hiện là chúng ta chưa thật sự quý cái thời gian hiện tại. Chúng ta không thể tập trung vào hiện tại. Nếu chúng ta tập trung vào hiện tại được, thì chúng ta đã không bị ám ảnh bởi quá khứ như vậy. Và rồi có một căn bệnh khác, đó là lo toan, khao khát cho tương lai. Thì chúng ta nói về căn bệnh này, người ta lại đưa ra cái hình ảnh của con ngựa, nhưng mà không phải con ngựa với cái vết sẹo trên lưng, mà là con ngựa với một cái bó cỏ treo ở trước mặt, chạy hoài mà không tới. Chúng ta luôn luôn mộng tưởng, luôn luôn rộn ràng để làm gì? Để giống như là mình đang chuẩn bị tương lai tốt chứ. Bao giờ cũng vậy. Một số lớn người buổi sáng mới thức dậy, tự vẻ giống như tất bật để làm một cái gì đó, để lo toan chuyện gì đó. Và dường như trong đời sống, mình chuẩn bị nhiều lắm, mình chuẩn bị cho tháng tới, cho năm tới, mình chuẩn bị cho buổi lễ tới, cho cuộc gặp gỡ tới, chuẩn bị cho chuyến đi chơi tới, chuẩn bị cho tuổi già tới. Chuẩn bị không phải là một điều của tội, nhưng mà nếu chúng ta tất cả sống tất cả vì tương lai mà đánh mất hiện tại thì đó là một điều rất là tội nghiệp cho mình. Tại vì sao vậy? Tại vì cuộc sống không phải chỉ có tương lai thôi, nhưng mà lo ra luôn luôn rộn ràng với tương lai nó không phải là một thái độ khôn ngoan, mà nó là cái tật. Có nhiều người lúc nào cũng lo chuyện sắp tới hết. Chúng tôi vẫn thường nói một điều rằng trong đời chúng tôi đó đi xa với quý Phật tử rất là nhiều. Có những người ở nhà đó chuẩn bị đi xa thì thôi lên chùa gọi điện thoại chúng tôi, gặp chúng tôi, gặp bạn đạo, cứ lo cái chuyện là tháng tới, năm tới mình đi Ấn Độ, mình làm gì, lo đủ thứ chuyện. Nhưng mà qua tới Ấn Độ rồi thì làm sao mua đồ đem về nhà cho con cho cháu, và họ dành rất ít thời giờ để chiêm bái Phật tích, rất ít thời giờ để tận dụng thời gian có mặt. Chứ gặp rất nhiều vị là đi xe một đoạn đường, ví dụ từ Houston lên Dallas, bông hoa nở rất nhiều, rất đẹp. Ở chung quanh có rất nhiều người để có thể học Phật pháp, có thể bàn những chuyện thú vị, không?
là luôn luôn tính thôi. Dạ, tính chuyện ngày mai, ngày mốt, tính chuyện này, chuyện kia. Và họ nói liên tục. Họ nói liên tục. Nó cũng như là một cái thái cực khác, là có những người hãy gặp mặt là nói chuyện quá khứ, nói liên tục. Thậm chí họ không còn bao giờ mà dành dụ ít thì giờ nào cho hiện tại. Thì thưa quý vị, thời gian nó cũng là một cái yếu tố để đánh lạc hướng chúng ta, chi phối chúng ta. Có những người luôn bận tâm với quá khứ, có những người luôn hướng vọng về tương lai. Nhớ chuyện quá khứ không phải là cái tội, mà liệu toan tương lai cũng không phải là cái tội. Nhưng mà vì sống quá nặng về quá khứ, sống quá nặng về tương lai, đánh mất đi cái hiện tại đó, thì rất là tội nghiệp cho chúng ta. Bởi vì sao vậy? Quá khứ đã qua rồi, chúng ta không khác được. Tương lai bấp bênh vô định, không biết mình có sống ngày mai không. Và hiện tại đó chính là giây phút mà chúng ta có thể thực sự sống, có thể làm được. Như bây giờ quý Phật tử đang sống trong thời phút hiện tại, đang nghe pháp, đang sinh hoạt, thì chúng ta có thể quyết định là mình làm gì trong phút giây phút này. Pha một ly cà phê, ngồi lắng nghe pháp, hay hoặc giả là tập thể dục, hay là đi bộ, hít thở không khí, chúng ta làm được. Nhưng bây giờ mình nói chuyện là 5-3 năm trước, tháng trước mà mình sống thế này, sống thế kia đó, thì nói thì cho có nói vậy thôi. Bảo rằng mình sẽ làm khác hơn, không làm được. Còn bây giờ ngồi mình tính là hết đại dịch rồi mình sẽ làm cái gì cũng chưa chắc làm được. Chúng ta có vẻ như là rất là khôn ngoan ở trong đời sống, có vẻ như là mình là người rất là giỏi đưa ra những cái đề án dự tính cho tương lai, hay là chúng ta có trí nhớ rất tốt về quá khứ. Nhưng mà nếu tất cả những thứ đó thuộc về quá khứ và tương lai, nó làm cho chúng ta đánh mất đi hiện tại, thì chúng ta quả thật là có một thân phận rất đáng tội nghiệp. Đời sống của chúng ta sống suốt đời cứ lo, cứ nghĩ, hoặc không nghĩ về chuyện quá khứ thì cũng lo về tương lai. Và chúng ta chưa bao giờ có được một cái hiện tại thực sự hết. Đây là một vấn đề của phần đông chúng sanh sống trong cuộc đời. Nó có một lý do rất là đơn giản là chúng ta sống, khi nhìn về quá khứ thì có vẻ như mình hiểu biết nhiều, mà tương lai thì chúng ta sống ở trong sự dệt mộng. Nhưng mà với hiện tại thì chúng ta cả buồn nản, không biết mình làm gì với hiện tại. Không biết làm gì với hiện tại. Có một lần chúng tôi lên Pavana Society ở trên Westford nha. Và buổi chiều thì tất cả mọi người lên trên chỗ bà Phật tụng kinh. Thử bây giờ có một anh tên là anh Mark. Anh này anh rất là giỏi về computer. Và anh không phải đến Pavana để hành thiền. Và thật ra vì anh quen với ngài thiền sư, quen hồi nào mình không biết. Nhưng mà anh thấy ngài thiền sư lên trên đó lập cái thiền viện, thì bữa đó anh lên thăm và anh giúp để anh set up máy móc cho thiền viện. Thì anh cũng được giao cho một cái âm thức. Và buổi chiều sau khi tụng kinh xong thì anh phát biểu rằng, anh nói ở đây thì anh rất là hoan hỷ thấy cái sinh hoạt, nhưng mà bây giờ mà không có làm việc máy móc mà anh trở về phòng thì anh không biết anh làm cái gì với cái thì giờ 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Tự nhiên là có cái âm thức trống nằm ở giữa rừng, rồi mình vô đó mình sống 1-2 tiếng đồng hồ không biết phải làm gì. Thì ngài Buddha Ratana, ngài cười, ngài nói that's a good point.
đó là rất tốt. Tại vì đôi khi á, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi rằng trong giây phút hiện tại này mình có thể làm gì với giây phút hiện tại này? Mình có 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, mình làm gì? Mình làm gì với bây giờ? Đôi khi chúng ta phải đặt câu hỏi đó. Và mình có được 1 giờ để sống, 1 ngày để sống, mình làm gì vậy? Ngày để sống, ngày giờ để sống đó. Chúng tôi gặp rất là nhiều người, thưa quý vị, đời sống có vẻ là không có hoan hỷ, thì lại muốn đi tu. Mà nếu chúng tôi hỏi các vị đó là khi các vị muốn đi tu thì các vị muốn làm gì? Các vị muốn làm gì? Có nhiều khi chỉ đơn giản là muốn đổi cảnh thôi. Ở nhà với con, với cháu nặng quá, bây giờ muốn vui chùa đổi cảnh thôi. Nhưng mà rồi vô chùa để làm cái gì là chuyện khác. Cái khả năng mà sống với chính mình, tận dụng được giây phút hiện tại, nếu chúng ta có được thì chúng ta đã không có đặt vấn đề là mình phải đi đâu, phải làm gì. Ngài Chân Cha Ngài có nói một điều rằng một cái người mà có tu tập và nhất là tu thiền tứ niệm xứ đó, thì người đó phải vượt qua một cái cửa ải. Và cái cửa ải đó đó là những lúc mình ngồi thiền hay những lúc sống trong ngày, mình nhớ rằng ở trong giờ phút này trên trái đất này không có nơi đâu tốt bằng cái chỗ mà mình đang sống, có thể tu tập được. Và không có ai làm cho mình vui hơn là chính bản thân của mình. Nhưng mà thông thường hai điều đó nó không xảy ra chúng ta đâu. Chúng ta hãy mơ về một phương trời viễn mộng, một cung trời xa xăm nào đó, và nghĩ rằng sẽ đi với ai đó, sẽ làm việc gì đó. Nhưng mà giây phút mình có hiện tại thì mình không biết mình làm gì. Thời gian thì thấy dư thừa, tay chân cũng cảm thấy dư thừa. Cái gì cũng phải dư thừa. Thì chúng ta không sống được trong hiện tại. Nó có một điều là đôi lúc chúng ta gặp một vấn đề có cảm tưởng như là mình lo cho bản thân mình nhiều lắm, mình làm được nhiều việc lắm, nhưng ngồi nghĩ là suốt cuộc đời chỉ là lo cho tương lai, và tương lai đó là cái gì là thực sự không biết. Thực sự mình không biết. Cái khả năng sống an lạc với hiện tại đó, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái khả năng không đánh mất hiện tại. Và khả năng không đánh mất hiện tại đó, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái khả năng chánh niệm với hiện tại. Nếu mà mình sống mà mình không biết mình đang hiện hữu, không biết cái dòng sanh diệt hiện hữu của thân tâm mình, thì thưa quý vị, chúng ta sống như một giấc mơ, giấc mơ màng. Khi mình lái xe thì lái xe đó như một mơ màng, ám ảnh bởi quá khứ hay là tính toán về tương lai, luôn luôn là như vậy. Thật sự mà nói thì đây không phải là điểm dễ. Có tu tập rồi thì chúng ta sẽ hiểu ra rằng con người chúng ta sống theo một cái thói quen mà chúng ta gọi là quán tính. Nó giống như một thứ autopilot vậy đó. Một cái thứ mà phi công tự động điều khiển đời sống với chúng ta. Mình nghĩ rằng mình có cái chủ kiến, mình nghĩ rằng mình có cái quan điểm, nhưng thật ra mình không sống với thói quen đó. Cách mình đi, cách mình đứng, cách mình nói, cách mình cười, nó do thói quen. Và còn tệ hại hơn nữa đó là cái sự lo lắng cho ngày mai và cái hối tiếc về quá khứ, nó cũng là một thói quen. Và cái thói quen đó đó khó bỏ lắm, thưa quý vị. Một thói quen rất khó bỏ. Ví dụ như là một người mà có thói quen là hay nói chuyện của người khác, mặc dù mình nói chẳng lợi ích cho mình hết, nhưng mà cũng là một thói quen. Có người thói quen hay nhắc lại những chuyện đã qua 5 năm, 3 năm, nhắc đi nhắc lại hoài, nó cũng là một thói quen.
Có những người luôn luôn lúc nào cũng có vẻ như là mình tính toán, mình lo lắng cho ngày mai, nhưng nó cũng là một thói quen chứ không phải là lo lắng. Thật ra chúng ta nên có sự phân biệt rõ cái thói quen và cái hành động có lý trí. Cái hành động mà do thói ở trong tâm lý học đôi khi họ nói là một cái irrational behavior. Irrational behavior tức là một cái hành xử mà nó thiếu lý trí trong đó. Mình nghĩ là nó có lý trí. Thí dụ như là bây giờ mình thấy ba bốn người chụm lại ngồi nói chuyện xảy ra cách đây 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, và họ nói thao thao bất tuyệt, và họ bàn có vẻ là rất là thú vị, rất là hay, có nhiều thông tin. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn toàn bộ câu chuyện, đó là thói quen thôi. Những người này thích ngồi lê đôi mắt, những người này thích chuyện thị phi, những người này thích chuyện quá khứ, nhưng mà những người đó là không thấy được điều đó. Thành ra chúng ta gọi đó là quán tính. Và một cái chữ khác của quán tính trong đạo Phật gọi là vô minh. Vô minh tức là mình sống không có ý thức rõ, không có cảm kích rõ. Người ta có nói một điều là cho dù mình có một viên ngọc, mình có cái gì tốt mà mình không biết là mình có đó, thì cũng bằng không. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái vài cái món đồ cần xài, mà đôi khi có những vị họ dọn dẹp rồi họ bỏ đâu đó, chúng tôi không có tìm ra. Thì bây giờ mình không tìm ra, mình không biết là ở đâu, thì mình có như không. Tại vì sao vậy? Mình cần đến mình không xài được, đôi khi phải đi mua lại đó. Thì cái gì mà mình có trong cuộc sống mà mình ý thức rằng mình có đó, thì cái đó mình mới thực sự là mình có. Những cái thời phút, thời khắc hiện tại cũng vậy. Cái gì mình có mình không ý thức được đâu. Ngay cả thưa quý vị, chúng ta có tình thương của cha của mẹ, tình thương của bạn bè, chúng ta có tiền bạc ở trong nhà băng, chúng ta có một cái cơ ngơi rất là tốt, nhưng mà chúng ta không có cảm nhận điều đó. Chúng ta lo một cái gì đó. Chúng tôi biết có một người, có một bà mẹ rất là tốt. Tuy là lớn rồi, hơn 40 tuổi đầu rồi, bà mẹ vẫn lo thế này thế kia. Những cái người này thì lại bận tâm với những chuyện khác, chuyện công ăn việc làm này nọ, là thật sự cũng có hưởng được hết cái tình yêu thương của bà mẹ, mặc dù mình bốn mấy tuổi vẫn còn có bà mẹ lo cho mình. Thì người đó chỉ thật sự cảm nhận điều đó khi bà mẹ không còn nữa. Lúc rồi, ô ngày xưa có mẹ như vậy hạnh phúc quá, và bây giờ chúng ta sống trong tiếc nuối. Cái bài học mà nó trở thành bi kịch của cuộc sống chúng ta là gì? Là do chúng ta quá nặng về quá khứ, hay là quá khao khát về tương lai mà chúng ta đánh mất cái hiện tại này. Và một khi chúng ta không có ý thức rõ về cái gì đang xảy ra trên thân tâm, trên hoàn cảnh của mình, thì chúng ta rơi vào trong một cái trường hợp là chúng ta có sống không hạnh phúc. Bởi vì có nhiều người quan niệm rằng cái gì đã qua luôn luôn là đẹp. Người ta nói về một cái cụm từ gọi là quá khứ hoàng kim, the golden time, the golden age, the good old days, the good oldies. Những cái điều đó người ta nói để làm gì? Cái gì đã qua rồi mình nhắc là đẹp rồi. Chứ tôi nghe rất là nhiều người hay nhắc cái chuyện ngày xưa sống ở đây thì nặng, vui biết bao nhiêu, không có phải lo công ăn việc làm. Có những người nhắc về lúc hai người vợ chồng mới yêu nhau, rồi có những người nhắc về một cái thời nào đó mà mình đi học thì sinh viên nó hạnh phúc như vậy, vui vẻ thế kia. Nhưng bảo đảm một điều rằng ở trong thời gian mà mình đang đi học, mình không bao giờ thấy được cái hạnh phúc của thời sinh viên hết. Mặc dù bây giờ lớn lên, thỉnh thoảng bây giờ lái xe qua ngang campus, nhớ hồi xưa trời thời đó đi học vui quá. Chúng ta bị cái ảo giác rồi, quá khứ luôn luôn vui hơn. Và đôi khi chúng ta cũng nghĩ rằng
chuẩn bị ăn Tết nó vui lúc ăn Tết, chuẩn bị đi chơi nó vui hơn lúc đi chơi. Và chúng ta lại sống bằng sự dệt mộng. Ở trong thiền học của Nhật Bản, người ta có câu nói rằng người đang sống ở thiền viện nhớ quán bar, mà người ở quán bar là nhớ tới thiền viện. Những con người mà sống ở trong chùa nhớ chuyện ngoài đời, mà khi ra ngoài đời rồi nhớ chuyện trong chùa. Chúng ta nên hiểu rằng đó là cái quán tính của tâm lý, đó cái là vô minh, vô minh của chúng ta. Và do vậy trong cái cuộc sống này, thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu được cái thói tật, cái thói quen, thì nó cũng không có nghĩa là chúng ta có thể sống với hiện tại hoàn toàn, mà nó phải có sự tập luyện. Bây giờ mình nói rằng mình không có than vãn cái chuyện quá khứ, không có lo toan cái chuyện tương lai, vậy thì mình sống sao với hiện tại? Thở vô thở ra chán quá, bây giờ hiện tại này mình cảm thấy cái gì cũng dư thừa hết. Nếu mình ngồi mình mơ mộng chuyện tương lai thì nó phải hăng hái, chứ hiện tại có gì đâu mà lo, có gì đâu mà suy nghĩ. Nhưng mà ra cho đến khi nào mà mình cảm kích được cái thời gian mình có được trong hiện tại và tận dụng giờ phút đó, thì lúc đó đó chúng ta mới hiểu câu nói rằng hiện tại là tất cả những gì chúng ta có thể có được, và trong hiện tại thì chúng ta có thể cải thiện, trong hiện tại chúng ta có thể thay đổi. Và đem tâm mà sống với hiện tại đó, nó cũng cần ít công phu, chứ không phải là tự nhiên mà mình sống với hiện tại được. Không thể nói vài ba câu triết lý mà mình trở về sống trong hiện tại. Ngày nay thưa quý vị, có một hình ảnh rất là đáng mừng, đó là ở trong mấy mươi năm mà chúng tôi sống ở Mỹ thì chúng tôi nhận ra được có một cái phong trào và hiện tại cũng đang đang lên và đang phổ biến, đó là người ta nói về tu thiền quán Vipassana, người ta nói về cái quan điểm được tìm thấy trong Phật pháp, đó là here and now, ở đây và bây giờ. Nhưng có nghĩa mà here and now ở đây đó, chỉ cho cái ý thức của chúng ta vào thực tại, là thực tại hiện tiền, thực tại trước mắt. Dĩ nhiên là không phải ai mà nghe nói đến thiền quán hiểu thiền quán liền, nhưng mà đem tâm để tập trung vào hiện tại, ở đây và bây giờ đó, nó đã trở thành một câu nói rất là phổ biến, và dần dà nó có sức thuyết phục. Nhiều người hôm nay, đặc biệt là những người trong cuộc sống tinh thần đó, đã thật sự cảm thấy rằng here and now là một cụm từ có ý nghĩa, ở đây và bây giờ có ý nghĩa. Chứ tôi có một vài lần nói chuyện với thầy Tòa Kỳ Siêu ở trong lớp học, và nói chuyện với Chư Tăng về lớp học Phật pháp của Trần Đà Ma, thì bỗng nhiên chúng tôi nhận được một cái text message. Có những người hỏi rằng không biết là lớp học đã tồn tại 20 năm rồi, rồi với 20 năm tới đó mình sẽ ra sao. Và lúc đó thì Tòa Tề Siêu hay Tòa không còn nữa đó, thì Thiền Tòa có nghĩ rằng ai là người thừa kế không? Thì chúng tôi nói rằng tại sao không tập trung vào câu thảo luận hiện tại bây giờ mà nói chuyện 20 năm trước. Bởi vì thực sự có đôi khi, thưa quý vị, chúng ta có vẻ như là chúng ta lo lắng với đời sống lắm, nhưng mà chúng ta không thực sự lo đâu. Chúng ta có tưởng tượng như là chúng ta siêng học Phật pháp lắm, nghĩ về tương lai làm sao để hoằng dương chánh pháp để làm này làm kia, nhưng mà chúng ta không giờ để tâm vào những câu Phật ngôn mà đang post ra trước mặt mình, những lời Đức Phật dạy mà chúng ta đang bảo không để ý đấy. Cái chuyện nó xảy ra thường trong đời sống, xảy ra rất thường trong đời sống, là chúng ta sống theo cái kiểu gọi là thả mồi bắt bóng,
đời sống mình nghĩ rằng mình lo nhiều chuyện, mình tính nhiều chuyện. Bởi vì người ta nói rằng một cách tốt nhất để lo cho tương lai là sống cho tốt hiện tại. Mình sống cho tốt hiện tại, mình sẽ không lo tương lai. Chúng ta đọc ở trong kinh Kalama đó, Đức Phật Ngài có dạy rằng một cái người sống mà đúng nghĩa là đời sống tốt đó, là đời sống thiện. Thiện là cái gì không có hại người, hại mình, hại cả hai. Cái gì lợi cho mình, lợi cho người, lợi cả hai, đó là thiện. Và cái gì gọi là có lợi mà không có hại thì Đức Phật nói là vô tham, vô sân, vô si. Và Đức Phật này cũng dạy thêm rằng nếu một người sống đời sống hiện thiện thì họ an tâm đối với đời sau. Nếu có đời sau, và nếu họ tin luân hồi đời sau. Còn nếu họ họ không biết có đời sau thì đời sống hiện tại họ vẫn an an lạc. Đời sống an lạc. Thành ra nếu mà mình sống hiện tại tốt, hiện tại an lạc đó, thì chúng ta không không phải lo lắng nhiều về tương lai đâu. Nhưng mà phải có khả năng sống với hiện tại này. Thì theo trong bài kinh hôm nay, thưa quý vị, ở đó Đức Phật Ngài dạy hình ảnh của những vị tu thiền là sử dụng tốt cái khoảnh khắc mà chúng ta có. Mặc dù nhìn ở bên ngoài đó, thì như lời cái vị thiên đó là các vị tỳ kheo sống tương đối rất là đạm bạc, ăn một ngày một bữa, sống trong rừng. Nếu mà so với cái cách sống người đời có gì đâu hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng những vị đó đạt được ba cái tiêu chí là không có than thở hối tiếc những chuyện đã qua, không có khao khát những cái chuyện chưa đến, và vì đó sống với cái tâm tư an trú trong hiện tại. Về điểm này thì chúng ta phải nhắc lại một đoạn ở trong kinh Vô Ngã đó, là con người chúng ta thường bị thời gian lừa gạt chúng ta. Thời gian lừa gạt chúng ta đó là chúng ta hay nghĩ rằng quá khứ bao giờ cũng tốt, hay tương lai bao giờ cũng đẹp. Thật sự thì cái tốt hay không tốt, đẹp hay không đẹp, nó chẳng liên hệ đến quá khứ, hiện tại, tương lai hết. Tại quá khứ đã từng là hiện tại, quá khứ đã từng là tương lai. Và hiện tại sẽ trôi về quá khứ. Và hiện tại nó đã từng là tương lai. Thì những gì xảy ra trong cuộc sống đó, chúng ta hay có cả ảo giác rằng quá khứ luôn luôn đẹp. Chúng ta luôn muốn hoài niệm về quá khứ. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tương lai luôn luôn đẹp, do chúng ta luôn mộng tưởng về tương lai. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta một điều rằng khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta nên quán xét một cách kỹ càng là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiện, vi tế, hạ liệt, thuộc thẳng, gần, quạt xa. Các quần nó chỉ là quẩn thôi, nên nhận biết với cái chánh trí đúng là thực tướng như vậy. Đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Một người tu tập đó là luôn luôn phải hiểu rõ cái thói tật của mình, cái thói tật hay thói quen á. Một ở trong những thói tật thói quen đó là phóng đại quá nhiều về quá khứ hay phóng đại quá nhiều về tương lai. Thật ra thì tương lai chúng ta không biết được đâu. Tương lai chúng ta hoàn toàn biết được. Chúng tôi có biết một vài người có cả một cái chương trình rất là vĩ đại, nhưng mà rồi ra đi. Chúng tôi cũng biết có những người sống lúc nào cũng buồn phiền vì những chuyện đã xảy ra, nhưng rồi khi nằm xuống cũng không làm được gì hết. Và chúng tôi cũng biết có một những người thật sự sống rất là an lạc. Thì những người đó rất là may mắn để thể sống an lạc với hiện tại. Tại vì hiện tại là cái gì mình có được. Đa phần những người mà học tốt, làm việc tốt, sống tốt đó, đều có một cái bí quyết, một cái chìa khóa là tận dụng được những giây phút hiện tại. Còn những người mà không làm được chuyện gì hết, mà sống nặng về những căn bệnh tâm lý đó, thường họ nghiêng về hai cái thái cực là luôn hoài niệm quá khứ
hay là khát vọng ở tương lai. Chúng ta đọc kỹ lại bài kinh này, đó là một cái giai thoại rất ngắn, lời một câu hỏi của một vị thiên và câu trả lời của Đức Phật rất gọn. Nhưng mà biết đâu trong những cái lời đó chúng ta tìm thấy một chìa khóa quan trọng của cuộc sống, đó là sống thế nào để thực sự an lạc. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và chúng ta sẽ dành thời giờ còn lại để thảo luận cho bài kinh này hôm nay. Quý vị có thể để xem thử trong lớp học chúng ta hiện tại có Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, chắc Đạo Tân có sự nguyên thông. Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Có biết Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, dạ kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ nói cho vài lời. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, để tề tri sư nguyên thông cùng Chư Tăng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Vừa rồi chúng ta đã nghe Thượng tọa Giác Đẳng giảng cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay thì có lẽ là một trong những cái đề tài nói đến cái đời sống thiền tập của một cái vị hành giả. Như vậy đó thì có thể nói rằng là chúng ta tu tập là để trau dồi cái tâm này, trau dồi cái lời nói này, trao dồi cái hành động này. Lời nói và hành động thì không không có tạo cái nghiệp bất thiện từ khẩu, thân khẩu. Nhưng mà tâm của mình nhờ cái sự trao dồi bằng phương pháp thiền tập thì đó là một trong những cách trao dồi tốt nhất để cho cái nội tâm của mình lúc cũng có cái đời sống chánh niệm. Bởi vì như chúng ta đã nghe Thượng tọa Giác Đẳng nãy giờ giảng, nhiều khi chúng ta tiếc nuối quá khứ, hay nhiều khi chúng ta ước vọng đến tương lai rất là nhiều. Thì nói trong đời thì có nghĩa là chúng ta có quyền tiếc nuối quá khứ, chúng ta có quyền ước vọng ở trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta ước vọng ở trường tương lai hay là nuối tiếc quá khứ thì thường thường là trong những cái cảnh đẹp, chúng ta nghĩ đến những cảnh đẹp, ngay cả những cái việc đó nó không phải là đẹp lắm, nhưng nó trở thành quá khứ, chúng ta hồi tưởng lại thì nó trở thành cái, nhiều khi nó trở thành cái niềm hãnh diện cho chính mình. Rồi ở trong tương lai thì nó chưa tới, hoàn toàn là nó không biết gì hết. Chúng ta không có biết là chúng ta sẽ sống đến đó hay không, đến lúc đó hay không, hay hoặc rồi chúng ta có sống tới thời cái điểm đó đó, liệu rằng chúng ta có lo được những gì mà chúng ta vạch ra cho trong tương lai hay không. Vì tất cả những điều đó nó cũng đều là ngoài cái tầm tay của mình hết. Nhưng mà thường thường á, chúng ta nuối tiếc quá khứ thì nghĩ đến cái đẹp, luôn luôn cho nó là đẹp, mặc dù nó không biết là có đẹp hay không. Rồi chúng ta ước vọng trong tương lai thì thường thường là chúng ta cứ vạch ra cho trong tương lai nó là cái gì đó hấp dẫn lắm, nó đẹp đẽ lắm, nhưng mà hoàn toàn là những cái điều đó là ngoài tầm tay của mình. Thì điều mà trước mắt ở đây đó thì Phật dạy là trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả thì Phật dạy rằng là quá khứ không tri tầm, vị lai không ước vọng,
chỉ biết pháp hiện tại, thiền quán chính là đây. Cho nên cái người mà tu tập thiền quán, cái yếu tố quan trọng đó là mình biết những gì đang diễn ra trong thân tâm mình thôi, biết cái hiện tại đang diễn ra, đang có mặt, thì cái điều đó rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta thấy rằng ngoài những cái thời gian khác đó, thì chúng ta có thể là mình làm tạo cái công đức thiện sự để dành để các cái công đức thiện sự. Khi mình thực hành những cái công đức thiện sự đó, nó bồi bổ hỗ trợ cho cái việc tu tập của mình là cái điểm chính yếu, thì mình phải biết cố gắng nỗ lực để dồi cái tâm của mình bằng cách là chúng ta ngay bây giờ chúng ta biết được cái tâm của mình, hay biết được những cái oai nghi của mình, những cái hơi thở của mình. Nói như vậy thì nó tổng quát quá, bao quát quá, nhưng mà rõ ràng là nếu như một vị hành giả mà theo tu tập trên phương diện thiền quán, thì chúng tôi nghĩ rằng nó là cái việc mà mình, dù là mình theo mình gắn tâm mình ở trên cái đề mục nào đi nữa, thì cái việc mà chính yếu nhất á, là mình làm sao giữ cái trạng thái tâm của mình là lúc nào cũng có chánh niệm. Bởi vì có chánh niệm á, thì mình mới có thể biết được những cái gì nó đang diễn ra. Tuy là những cái mà chúng ta thấy nó hết sức là bình thường ở trong cái đời sống của mình, ví dụ như là mình theo dõi hơi thở, nếu mà mình ghi nhận biết được hơi thở ra hơi thở vào một cách liên tục đều đặn như vậy, chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng có một kết quả tốt cho cái đời sống tu tập thiền. Tuy là như vậy thôi, nhưng mà chúng ta cứ tập tới tập lui, làm riết đến lúc nào đó nó có cái sự thuần thục, mà bây giờ là chúng ta luôn luôn có cái sự chánh niệm ghi nhận biết cái hơi thở của mình, hay là trong các cái oai nghi của mình, đi đứng nằm ngồi, rất là quan trọng. Cho nên liệu không biết rằng chúng ta có thể có được cái sự liên tục hay không, có được cái sự liên tục trong cái sự ghi nhận của mình hay không, tức là có cái sự chánh niệm liên tục hay không, hay là trong mấy chốc lát đó thì chúng ta lại thất niệm đi, thất niệm đi. Còn cái nhiệm vụ chính của một cái hành giả là như vậy. Bởi vì chỉ có khi nào mà chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác á, thì nó vững chãi đó, nó có một sự liên tục như vậy, thì hy vọng rằng cái trí tuệ nó mới có thể soi sáng được, để chúng ta có thể nhận biết được cái danh sắc nó vốn giả tạm, ngũ uẩn nó vốn giả tạm, vốn là vô thường, vốn là khổ, vốn là vô ngã, mình mới có thể thấy rõ được những điều đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là những cái lúc mà mình rảnh rỗi hay là không rảnh rỗi, những cái gì mà chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta biết là chúng ta đang làm những việc đó. Đó là một trong những cái cách tu tập mà nó gắn liền với cái đời sống của mình rất là nhiều. Như vậy thì nhiều khi đó là chúng ta thường nuối tiếc quá khứ, nuối tiếc quá khứ, do chúng ta suy nghĩ miên man vậy, nuối tiếc quá khứ. Nuối tiếc quá khứ nó có thể là vàng son, nó có thể là đẹp, nhưng mà nó có thể là xấu. Nó đẹp á, thì nó làm cho cái tâm của mình nó mơ man ở trong những cái sự suy nghĩ đó, nó trở thành cái niềm hãnh diện và cái sự thích thú ở trong đó, nó cũng không phải là tốt. Nhưng nếu chúng ta nuối tiếc quá khứ nó là cảnh đau buồn á, thì nó là sự giằng xé ở lương tâm mà chúng ta, nó trở thành cái vết thương lòng ở trong lòng, thì nó cũng không phải là cái tốt. Cho nên những cái điều đó chúng ta có nghĩ đến nuối tiếc quá khứ, quá khứ nó đã qua rồi đó, thì dù nó tốt hay là xấu nó cũng chẳng có lợi gì cho cái đời sống hiện tại của mình.
rồi chúng ta ước vọng ở trong tương lai. Thường thường ở trong tương lai thì chưa có vạch ra những cái gì hết á. Thường thường là chúng ta nghĩ là vạch ra là những cái gì đó đẹp lắm, nhưng mà hoàn toàn nó ngoài tầm tay của mình, bởi vì biết rằng mình có sống tới đó được hay không, hoặc là mình có thể thực hiện được việc đó nữa hay không. Mặc dù là mình có thể sống tới đó, thời điểm đó, nhưng mà liệu rằng mình có làm được những việc đó hay không. Nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp thì tất cả đều là do duyên, thì cái tâm của mình nó không có gì đâu nặng, không có gì để nặng, đè nặng ở trong lòng của mình, và mình không có cái sự chấp thủ. Chỉ những việc gì cần làm thì chúng ta nên làm, mà làm cái gì ở hiện tại đó là cái thiết thực nhất ở cho đời sống của mình. Và cái vốn liếng đó nó không phải là của ai cho mình, mà tự mình tạo cho mình. Cái vốn liếng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cái sự tỉnh giác, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái điểm tựa lớn nhất cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Bởi vì mình có được cái sự an lạc hay không là nhờ mình có chánh niệm. Còn mọi chuyện gì ở bên ngoài đó, thì những chuyện đó nó hoàn toàn là ngoài cái tầm tay của mình, chúng ta không có thể. Và những cái điều đó nếu chúng ta có suy nghĩ đến thì nó cũng chẳng có cái lợi ích gì, lợi ích gì cho cái đời sống hiện tại chúng ta đang tu tập. Chúng ta biết rằng thời gian thì nó luôn luôn trôi qua, chúng ta có nuối tiếc nó hay chúng ta có ước vọng nó thì nó cũng là vẫn luôn luôn trôi qua như vậy. Rồi tuổi thanh xuân của chúng ta bắt đầu đeo đuổi với cái mạng sống của chúng ta, lần lượt rồi chúng ta sẽ kết thúc với mạng sống. Nhưng mà rồi đó, sợ rằng nó là chúng ta không làm được gì cho mình, mà cái thiết thực nhất chính cho mình đó, thì đó là cái đời sống chánh niệm, không có chi bằng. Bởi vì nếu mà mình có chánh niệm thì tâm mình sẽ có an lạc ở hiện tại, và nếu mình có sánh chánh niệm thì ắt rằng nó là cái nền tảng tốt để chúng ta tái sanh cảnh giới lành nếu chúng ta còn luân hồi. Và nếu mình có chánh niệm, nó là cũng là một trong những cái duyên, cái điều kiện kết nối để rồi chúng ta tiếp tục tu tập đến lúc nào chúng ta đạt được cái sự giải thoát. Cho nên nó nhiều khi mình lo chuyện này chuyện nọ, bản thân của chúng tôi cũng vậy, mình nghĩ là mình sẽ lo những việc này việc nọ, nhưng mà càng khi mà mình có tuổi rồi đó thì mình lại nghĩ rằng cái gì nó cũng tùy duyên hết, cái gì nó cũng tùy duyên, và cố gắng để mà mình thực hiện những việc gì cần làm thì làm thành công thì biết đó là mình thành công, còn nếu mà không thành công thì cũng không có gì mà để cho chúng ta phải phiền muộn. Ngay cả những cái người mà cộng sự với mình thì chúng ta cũng biết đó là mỗi người có một tính ý. Và nhiều khi cái tính ý mình thường thường là nghĩ ra sự cầu toàn, mong người này như thế này, muốn người kia phải như thế nọ. Mà nếu mà mình mong người này phải làm như thế này, muốn người kia phải làm như thế nọ theo ý của mình, thì thay vì mình mong người này hoặc là muốn người kia như thế nọ thì mình hãy nhìn lại chính mình, thì cái điều đó nó là cái điểm tựa tốt nhất, điểm tựa tốt nhất. Bởi vì chúng sinh thì mỗi người mỗi ý tính, mỗi người mỗi nghiệp riêng mà, cho nên rằng là chúng ta thực hiện vẫn là thực hiện, nghĩ là cái thiện sự đó là cái công đức để mình tu tập thì mình cứ thực hiện thôi. Thực hiện đến đâu thì mình biết đến đó, không có vội vã, cũng không có nóng vội, mà cũng không có một cái gì để làm cho cái nội tâm của mình nó bị mất đi cái định hướng tu tập. Mình mất đi định hướng tu tập á, thì nó uổng cho mình, nó uổng cho mình. Mà thời gian thì quý vị biết rằng nó luôn luôn trôi qua mà, nó đâu có phải thể nào mà nó đứng yên một chỗ.
Cho nên là mình vẫn thực hiện những điều thiện, mình nghĩ rằng đó là công đức thiện sự thì mình cứ làm, cứ làm, mà làm những cái việc kia đó, cái thiện sự ở bên ngoài, từ cái việc phục vụ cho đến cái việc giữ giới, rồi cho đến cái việc mà bố thí cúng dường, hoặc là chúng ta thực hiện cái việc gì đi nữa, thì cái việc đó nó nhằm để mà hỗ trợ cho cái đời sống tu tập của ta nó tốt đẹp hơn. Đó là chánh niệm, giữ chánh niệm. Cho nên dù mai sau mình có sống cái hoàn cảnh nào đi nữa, rồi mình vẫn giữ được chánh niệm, thì chúng tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó thì mình cũng không còn lo được những cái gì nữa hết á, ở bên ngoài nữa. Thì cái việc mà lo ở trước mắt á, là việc nội tâm của mình, và đó chính là cái vốn liếng của cho mình, chứ không ai tạo cho mình được. Thầy tổ cũng là người gợi mở thôi, bạn bè thân hữu cũng là người gợi mở thôi, còn cái việc chính là do mình muốn được nó được tốt đẹp như thế nào từ ở nội tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là cái thiết thực nhất cho cái đời sống tu tập của mình. Còn những chuyện khác, có những chuyện mà chúng ta lo rất là nhiều, mong muốn rất là nhiều, ước vọng rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta xét kỹ lại đó, những điều đó nó nhiều khi rồi ngoài cái tầm tay của mình, ngoài tầm tay của mình, và chỉ có những cái gì mà trong cái khả năng của mình có được, trong cái tầm với của mình, thì rõ ràng là cái đó là cái điều thiết thực nhất, đó là hướng đến cái đời sống chánh niệm trong đời sống hàng ngày của mình, đó là cái điều tốt đẹp. Thì đây là cái ý mà con xin được phụ với cái thời tiếp với cái thời gian mà thượng tọa dắt đẳng soạn cái câu hỏi. Con kính thỉnh thượng tọa trả lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ cái trình thì được pháp lực sư Nguyên Thông ơi, sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận số 1. Sư Nguyên Thông, một lý do mà nhiều người sợ sống ở hiện tại là họ nghĩ rằng mình học Phật pháp, mình sống trong hiện tại thì tương lai làm sao? Có phải là mình sống ở hiện tại có nghĩa là mình bất cần về tương lai, mình không lo lắng về tương lai, có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến của sư Nguyên Thông. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, Đức Phật của chúng ta, Ngài là một người cha lành cho tất cả mọi người trên thế gian này, cho nên Ngài, những điều Ngài dạy là tốt cho chúng ta. Kính thưa sư phụ, chúng ta đâu có thể ăn trong quá khứ, chúng ta đâu phải trở về quá khứ để mà ăn, mà chẳng thể ăn trong tương lai. Tất cả những gì mà chúng ta làm là chỉ có thể làm trong giây phút hiện tại. Tất cả những cái gì mà chúng ta hạnh phúc là chúng ta hạnh phúc trong cái giây hiện tại, chứ chúng ta đâu có hạnh phúc ở trong cái quá khứ hay hạnh phúc trong tương lai. Cho nên cái điều mà chúng ta có thể làm được, tạo được một cái đời sống tốt đẹp cho chúng ta, là chúng ta chỉ có làm trong hiện tại mà thôi. Và cái người nào mà làm trong giây phút hiện tại đó, là cái người đó là cái người khôn ngoan nhất, người đó là xứng đáng là một người đệ tử của Thế Tôn. Bởi vì chúng ta chỉ có thể suy nghĩ và làm tạo dựng được là trong cái giây phút hiện tại, chúng ta làm sao mà làm cho cái ngày tương lai không có, chúng ta làm là làm tại mà thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy cái mà gọi là cái giây phút hiện tại là cái giây phút mà chúng ta có thể làm được, sống được, hạnh phúc được. Chúng ta có thể hạnh phúc là hạnh phúc trong hiện tại, chứ chúng ta đâu có phải mà đứng trong tương bây giờ mà đứng trong tương lai để hạnh phúc, không có vụ đó. Vì vậy cho nên cái sống trong giây phút hiện tại là xứng đáng, là chánh đáng, và nên là bởi vì chúng ta mơ màng nghĩ trong quá khứ, giờ thì tất chúng ta mất, ta sẽ lúng túng đi. Vì vậy cho nên hồi nãy sư phụ có dạy cái điều đó là nó không đúng, và nó mất đi cái thời gian, và chúng ta lúng túng, chúng ta không biết làm gì.
Xưa kia đó, lúc mà con còn đi học đó, thì con học được gặp một giáo sư rất là giỏi, dạy con cái gọi là adult education, tức là giáo dục thành niên. Thì cái giáo dục thành niên này Mỹ không có biết. Sự thật ra có do một cái người ở bên tiệp khách tên là Dušan Savisaarić. Rồi khi mà ổng đọc được tác phẩm đó, ổng mới tạo nên trên cái adult education cho nước Mỹ. Và vì vậy cho nên khi mà ngài dạy con, không biết làm sao trong trong lớp học thì ngài rất là chú ý đến con, và con cũng rất kính trọng ngài. Vì vậy cho nên là ngài có này, là nhiều người họ không biết họ phải làm gì, cho nên ngài đưa ra một câu hỏi là what is the next step I'm going to do, tức là cái bước tới nữa này chúng ta phải làm cái gì. Thì cái câu nói đó thì để cho những người mà mơ màng quá khứ hay mơ màng tương lai mà không biết mình phải làm cái gì thì đặt hỏi mình. Thí dụ như giờ chúng ta là Phật tử trong trong room thì chúng ta phải làm cái gì đây? Thì cái bài học này chúng ta phải học rồi, tiếng Pali chúng ta phải học rồi, chúng ta phải làm theo lời của Đức Phật giảng dạy. Thì ra tất cả những cái điều mà chúng ta phải học, chúng ta phải biết mình học cái gì, biết mình phải làm cái gì. Chứ mà không biết mình làm gì thì đúng như sư phụ hồi nãy gì nói, có một người mà không biết mình phải làm cái gì rồi bỏ mất cái thời gian, rồi mơ màng về quá khứ, rồi ước vọng ở tương lai, thì cái đó là những cái điều phi lý. Tại tại vì những người đó không có từng học Phật pháp, những người đó không phải là Phật tử ở trong cái room này, và tất cả mọi người trên trần gian đều là như vậy. Họ không biết họ phải làm cái gì, rồi họ bỏ phí thời giờ của họ, rồi nghĩ và vẫn mơ. Cho nên là họ không biết là họ có cái nhiều trách nhiệm mà họ không thấy trách nhiệm của họ phải làm đó. Vì vậy cho nên mình luôn luôn phải hỏi là chúng ta phải làm cái gì đây. Thì bây giờ mỗi người đã có cái nhiệm vụ, mà nhiều người họ không có cái nhiệm vụ, tại vì họ không ai dạy họ, và họ không tự học và không đọc sách. Những người mà không có chưa hề đọc sách thì không thể mà có một cái sự hiểu biết như là sư phụ. Mỗi ngày đã con dân vào rung thì con là người có thể nói hạnh phúc nhất ở trong rung này. Là tại sao? Con nghe lời sư phụ và sư bá giảng dạy, và những lời đó là những lời quý báu vô cùng. Tại sao? Là bởi vì những người đó học những cái hay ở trong tư tưởng, trong những cái hay của nhân loại, rồi đem vào đây để trình bày diễn bày ở đây. Đó, nhất là kinh sách của Đức Phật ngài đã giảng dạy, mà sư phụ giảng dạy, mà sư phụ với sư bá mà đưa ra đây và giảng dạy, thì nó quá ưu tuyệt vời. Tất cả những người Phật tử nào mà có trí tuệ đó thì chỉ có lắng nghe lời giảng sư giảng dạy, thì lắng nghe lời giảng sư giảng dạy rồi để mình tìm trong đó những cái hay ho để mình học, rồi mình mới tạo cho mình một có một cái bản lĩnh khi ra mình nói chuyện bên ngoài, cũng như khi mà làm việc thì mình sử dụng những cái trí tuệ đó áp dụng vào đời sống của mình, thì mình có kết quả nhiều hơn. Còn hơn là người mà nghĩ dẫn dơ về quá khứ hay tương lai, là mất cái thời gian của mình và làm cho mình u mê đi. Vì vậy cho nên cái câu hỏi, câu thảo luận này, sống trong hiện tại theo là Phật dạy phải chăng, không cần biết đến ngày mai. Bữa nay mình sao mình biết ngày mai, nhưng ngày mai chưa tới. Đức Phật giảng dạy rằng quá khứ đã qua rồi, còn tương lai thì chưa đến, chỉ có phút hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Cái câu mà cái bài kinh thứ ba, 131, 32, 33, 34, 35 là cái bài câu nhất giả hiện giả đó. Đức Phật cũng dạy về về cái quá khứ và cái hiện tại và cái tương lai đây. Thành ra nếu mà người Phật tử hay là cái người mà ham học, muốn tìm biết chân lý thì chỉ có học Phật pháp. Giáo pháp Đức Phật phải gọi là Dhamma. Dhamma nó nghĩa là pháp, với sự thật nó là chân lý tuyệt đối. Chỉ Dhamma có cái nghĩa đó, chứ không phải Dhamma là cái computer, không phải Dhamma là cái quyển sách hay là cái sự việc sự cố, mà Dhamma là cái chân lý. Tại sao? Vì đó là Đức Phật giảng dạy. Đức Phật giảng dạy là chân lý tuyệt đối. Cho nên chỉ có giáo pháp của Đức Phật là một cái chân lý tuyệt đối, mà áp dụng cái chân lý đó, học cái chân lý đó thì chúng ta sẽ trở thành một người có hiểu biết, có kiến thức, và sẽ không có lầm lẫn trong cái thời gian, không có lầm lẫn trong tư duy, không có lầm lẫn trong hành động. Và vì vậy thì
cái người hành giả đó sẽ sống an lạc hạnh phúc trong thế giới này. Kính thưa sư phụ, sống trong hiện tại theo lời dạy của Đức Phật là không phải là không cần biết gì đến tương lai, bởi vì tương lai nó chưa đến, mình làm sao mình làm trong tương lai được, mà chỉ làm cái ngày hiện tại này. Thì như hồi nãy Đức Phật sư phụ đã cái dạy nó, cái hiện tại này thì nó đã là cái tương lai đó, đã là cái quá khứ và sẽ là cái tương lai, cho nên mình chỉ làm gì trong hiện tại, học hành, suy nghĩ, tư duy hay là kế hoạch, thì mình chỉ làm được tất cả những điều đó trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Vì vậy cho nên nó gọi là the present moment, là cái giây phút hiện tại này. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con trong cái câu thảo luận số 1. Con xin mời sư phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều mà con nói chưa đúng, chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thủ kính thưa sư minh thông. Thì tỏ, thì quyền thấy sư tỏ vào trong sư, nhưng mà không biết sư tỏ có nghe được không? Nếu mà thì tỏ thì quyền nghe được. Giờ Phật xin thỉnh thì tỏ thì quyền trả lời cho cô thảo luận số 2. Đó là tại sao phần đông chúng ta thì rất là thường nghĩ về quá khứ với những hoài niệm, và chúng ta hay mộng tưởng về tương lai. Nhưng mà đối với hiện tại thì có vẻ như phần đông chúng ta lại có vẻ nhàm chán, có vẻ chán nản, không có hứng thú với hiện tại nhiều. Lý do tại sao vậy? Xin thỉnh thì tỏ thì quyền. Nam mô Bố Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé, tôi để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Tổng Tư Giáp Đẳng, Tổng Phụ Tân, Tổng Hành, để Đức Tự Tri, Sư Minh Tông, cùng Chư Tăng. Đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phụ Tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì đúng như vậy đó. Chúng ta thường thì phần đông chúng ta có thấy cái hiện tại hay là tránh né từ cái quá khứ, mà chúng ta ước vọng cái tương lai, hay là ngay cả ngay trong hiện tại mình đã không biết. Con người cứ biết bây giờ biết sống cái thực tại, tại sao không sống cái thực tại? Có một điều thôi là tại họ truy tìm. Một họ truy tìm, họ luôn luôn sống, họ nghĩ rằng trong hiện tại này họ đang khổ, họ đang thất vọng, họ đang mất mát, và họ mong rằng cái tương lai nó sẽ được tốt, cũng như cái quá khứ họ nó huy hoàng, bây giờ hiện tại này nó điêu tàn, cho nên họ rất sợ hãi cái giá trị của hiện tại. Đó là một cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, chúng sinh thường là như thế. Chúng sinh thường thường sống trong cái tưởng, tưởng về quá khứ, tưởng về ước vọng về cái tương lai, cho nên chúng sinh mới đau khổ. Thì sự thật này cũng như là khi mà chúng ta đang khổ mà chúng ta biết cái khổ thì nó hết khổ, nó đỡ, nó không hết thì cũng đỡ khổ. Còn chúng ta luôn luôn sống trong cái quá khứ, xa xưa thì còn trẻ còn khỏe, bây giờ mất mát rồi, bây giờ không còn ai hết rồi, bây giờ mình sống giàu cho, kính thú vị, chúng ta giàu có luôn á, nó thật sự luôn, chúng ta đủ điều kiện tiện nghi đó, thì nó cũng sẽ lẻ loi và buồn chán ngay trong hiện tại đó. Rồi cho nên họ ước vọng rằng để được cuộc sống vài năm tới hoặc thời gian tới họ sẽ làm như thế này, và họ sẽ mong được làm như thế kia. Thì tất cả là một cái ước mong, một cái sự tầm cầu, một cái sự tưởng nhớ, một sự ghi, một cái như là một cái cuộn phim mà nhiều tập. Cuộc đời chúng ta như là một cuộn phim có nhiều tập, chúng ta luôn luôn nối tiếp những cái gì mà nó đi qua đó, những điều ngay trong hiện tại. Chúng ta biết dừng lại những cái chỗ mà nó rất là căng thẳng, người ta dừng lại để tiếp tục ngày mai cập kế nữa. Thì bởi như là một cuốn phim mà chúng ta là những người đang xem phim, hay là chúng ta là những người đang được xem phim, cái phim của cuộc đời, cái phim cái tâm của mình đó.
rồi hết cái đoạn đó rồi bắt đầu chúng ta phải tiếp tục nữa, phải có một cái đoạn mới. Thì cái đoạn mới đó nó cứ mãi, nhưng điều quả thật thì do cái tâm tự của chúng ta buồn, do tâm tự của chúng ta chán thôi, hay chúng ta cảm thấy nó hồi hộp, cảm thấy nó buồn chán, cảm thấy nó bức xúc. Nhưng điều kính thưa quý vị, rồi cuốn phim đó cũng với một cái mục đích cuối cùng thôi, là cái gì? Thì chúng sinh coi như đưa đến cái kết quả tương đối là mỹ mãn, đưa tới tức là nó thuận buồm hết chuyện, chúng ta hết chuyện. Cũng như cuộc đời này là đó, nếu như vậy thì cái hiện hữu của chúng ta thực diễn là như thế đó. Và chúng ta sống, cái sống trong thực tại, chúng ta mới quý cái sống. Cho nên cái nó xa sự sống ở gần cái chết, rồi chúng ta chết, chúng ta rất sợ, lẽ ra chúng ta phải đối diện với thực tại này rồi chúng ta phải chết. Nhưng chúng ta trốn tránh cái chết, thực tại nó sẽ, cái chuyện mà nó xảy ra bất thình lình, thì chúng ta luôn luôn mong cầu có một cái gì đó. Cho nên đau khổ là chỗ này. Quả thật thì nếu như ai mà hiểu biết được như vậy thì quả thật một phần đông thì chúng ta nhàm chán trong thực tại. Bởi vì chúng ta nhớ, chúng ta bây giờ biết nắm giữ những cái gì, biết bây giờ biết trân quý những cái gì chúng ta đang có, cũng như sức khỏe, vật chất, điều kiện, tiền bạc, hay là cái danh vọng, hay là cái tất cả mọi thứ mà chúng ta luôn luôn nhớ tưởng về quá khứ, ước vọng về cái tương lai mình sẽ được như thế này, được mình nó như thế kia, cuộc đời này nó cũng phải như là mơ. Cho nên mình đến chết mình vẫn còn còn mộng, vẫn còn mơ, vẫn còn mong, vẫn còn muốn, vẫn còn như thế này thế nọ, nó là một tiếp diễn của sự thật ra. Nếu như chúng ta biết cái đời sống chúng ta thôi như vậy là đủ rồi, biết tri túc, biết thiếu dục, biết hạn chế, thì nó đâu là một vấn đề lớn. Nhưng chúng ta mong cầu, chúng ta ước muốn, rồi chúng ta tự gây phiền cho mình, và chúng ta tự gây phiền cho mình và những người xung quanh. Thường thường chúng ta chẳng những không phải đau khổ, cái nhàm chán nó xảy ra với chính mình, mà nó còn gây một cái áp lực cho những người xung quanh. Cho nên vì vậy có thể nói rằng là phần đông ít bao giờ biết thức tỉnh, hay ít bao giờ sống với thực tại, ít bây giờ biết thức tỉnh với những gì mình đang cầm nắm và hiện hữu với chính mình. Và chúng ta luôn 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 đeo đuổi, chạy theo, hay hoặc là hồi tưởng lại những gì mà chúng ta đã được có. Chúng ta bây giờ biết sống trong giá trị của hiện tại, cho nên chúng ta đau khổ, chúng ta không bao giờ vừa lòng, nó là như thế. Và kính bạch thượng, vào đây chính là cái sự thảo luận của chính con. Nếu có điện cầu một phút thì kính cúng chính cùng thỉnh từ tội cùng với ngài nhân mô của thầy nhé. Sa thủ cái kim thì tòa thượng quyền à, thì tòa pháp tân ấy, thì tòa pháp tân có nghe được không? Nếu thì tòa tân đang ở trước máy, xin thỉnh thì tòa trả lời cho cô thảo luận số 2. Dạ, số 3. Mà thì tòa tân ở trong bài kinh này đó, với cái lời dạy của Đức Phật và theo trong sớ giải đó, thì Đức Phật đặc biệt chỉ cho những người tu thiền là những người sống trong hiện tại. Nhưng mà bây giờ có nhiều vị không có tu thiền, ví dụ như là những Phật tử tại gia mà gọi là sống trong hiện tại, thì tôi có thể đưa ra một vài cái thí dụ cụ thể như thế nào gọi là sống trong hiện tại đối với một người mà không tu thiền không? Kính thưa Thiên Tòa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ bằng Đức Tam Bảo, đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào Đại chúng trong nước. Theo con nghĩ rằng nếu là mình có thương mình, thì cái điều mà thiết thực nhất và lợi ích nhất chính là mình tạo các cái công đức cho chính mình. Bởi vì
mà mình nói rằng một người tu thiền đúng là cái nghĩa là mình sống đối hướng cái nội tâm mình, sống ở trong hiện tại. Nhưng mà nếu như chúng ta không có cái điều kiện để mà chúng ta tu thiền, thì chúng tôi nghĩ với cái vai trò của một người cư sĩ hay là một người tu nói chung thì còn nhiều cái công đức thiền sự khác. Bởi vì nếu chúng ta tu thiền thì chúng ta phải có một cái thời gian, không gian, thời gian và không gian để chúng ta dành trọn vẹn cái thời gian hướng cái tâm của mình vào trong thiền. Nhưng mà nếu như chúng ta có cái thời gian và không gian ở trong một điều kiện khác thì chúng tôi nghĩ rằng mình nên tạo các cái công việc thiền sự cho chính mình. Bởi vì cái điều ở đây đó là nói gì thì nói, khi mà mình suy nghĩ đến cái lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta là pháp hữu vi nên là vô thường, biến đổi, pháp hữu vi đó là khổ, pháp hữu vi là vô ngã. Khi mà mình hiểu như vậy đó thì có nghĩa là mình suy nghiệm được lời dạy của Đức Phật qua những gì trong đời sống của mình. Thì khi mà mình có một cái sự suy gẫm đó, bất cứ chúng ta nhìn thấy cái cảnh gì hay chúng ta gặp phải những cái cảnh nào thì chúng ta luôn luôn suy quán đến vô thường, khổ, vô ngã. Nó không phải là những cái lý thuyết, mà rõ ràng nó là những cái nguyên lý ở trong cuộc đời này. Thì khi mà mình cho rằng cái này nó bền vững, nó tồn tại, nó thường còn, thì cho nên là cái tâm của mình nó dính chắc, ái chắc vô trong đó. Rồi chúng ta cho rằng cuộc đời này nó là hạnh phúc, đó là lạc trong một nghĩa của thế gian. Thì do chúng ta cho như vậy cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng cái đó là hạnh phúc, đó là an lạc. Rồi chúng ta nghĩ cái gì đó là của tôi, hay là cái này cái kia. Thì khi mà mình nghĩ như vậy thì cái nghĩ bị trốn. Còn nếu như chúng ta gặp cái cảnh gì đó hay thấy cái cảnh gì đó thì chúng ta luôn luôn có suy quán đến tất cả vạn pháp vô vi. Quan đến thân này, chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này thì nó cũng chỉ chẳng qua là một bến trạm để dừng chân mà thôi, rồi lại tiếp tục cho một cuộc hành trình biên diễn. Nếu chúng ta chưa có thật sự là hoàn toàn giải thoát, vì vậy cho nên là nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì giúp cho mình có một cái nhìn đúng đắn hơn, để rồi tâm của mình nó không có bị ái gì. Cái điều nữa đó là ở đây đó là sống ở trong hiện tại, thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái việc tu thiền ra thì mình cố gắng tạo trữ các cái công đức thiền sự khác. Bởi vì công đức thiền sự là tài sản của chính mình. Mình hiểu theo một cách nào đó thì tài sản đó là cái điều kiện tốt để khi để chúng ta làm cái hành trang để chúng ta hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Cho nên là công đức thiện sự lúc nào có được cái hoàn cảnh điều kiện nào thì chúng ta ráng tạo công đức thiện sự cho mình. Vậy cái đó nó không ai lấy của mình được. Bởi vì mình nghĩ rằng nếu chúng ta nghĩ cái gì cho tương lai, rồi chúng ta đặt cái điều mơ ước của chúng ta cho một ai đó, thì cái điều đó nó không chắc chắn, không
chắc chắn. Bởi vì thí dụ như mình nói là cha mẹ thì mong ước con là như thế này thế nọ, để mong sao con có được cái này cái kia để con được hạnh phúc, nhưng mà rồi cái điều đó nó đâu phải như ý của mình được hết đâu. Có lúc con nó cũng làm trái ý mình, nó cũng giống đâu những gì mà mình suy nghĩ. Cho nên là cái việc mà thiết thực nhất á, tức là cái công đức thiện sự mà mình tạo. Bởi cái đó không phải con của mình cho mình, cũng không phải ai cho mình, mà chính mình tạo. Và chính mình tạo như vậy thì cái đó là cái tài sản vốn quý của chính mình, không có gì mất. Bởi vì một ngày nào đó mà mình còn nhớ được cái thiện sự mà mình làm, mình còn hoan hỷ với cái thiện sự mình làm ở bất cứ một cái thời điểm nào, thì chúng tôi nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc. Cái niềm hạnh phúc. Còn nếu như mình nhớ những điều gì đó trở sanh ra cái hối tiếc hay là cái hối hận, thì rõ ràng đó là những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó không tốt cho mình, không tốt cho mình. Cho nên đó, ngoài cái việc mà chúng ta suy quán, suy nghiệm về cái lời dạy của Phật liên quan đến thế giới pháp hữu vi này, thân này, rồi hoàn cảnh này, tất cả xung quanh của chúng ta, những cái vật, những cái sự hiện hữu đó đều là vô thường, đều là khổ. Thì còn cái điều nữa đó là chúng ta tạo cái công đức thiện sự cho chính mình. Chúng ta làm thì vật đặt cái hết sức mình của chúng ta, hết tâm huyết của chúng ta vào cái công việc thiện sự đó. Nhưng mà chúng ta thực hiện nó được như thế nào thì chúng ta quan hỷ với những cái điều đó thôi. Và chính cái điều đó, những cái công đức thiện sự đó là phước báo mà để cho chúng ta nương tựa, không có vì gì chắc. Vì vậy cho nên là đi đây đi đó, làm việc này việc nọ, làm việc vì việc nọ, thì mình cũng luôn luôn suy quán đến tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã, liên quan đến bản thân của chúng ta, thân ngũ quẩn của chúng ta, liên quan đến những cái gì ở trong cái đời sống. Rồi chúng ta tạo các cái công đức thiện sự cho chính mình, tạo công đức thiện sự cho chính mình. Cũng mong rằng là chúng ta thường làm các cái công đức thiện sự, mong rằng do phước báo này làm trong sạch quá nội tâm, tức là dứt sạch những phiền não, hay là ở trong tương lai dứt được những cái điều ô nhiễm, tức là phiền não của chúng ta. Chúng ta mong y đăng qua tam mê bun nhân a sa vạc kha yo qua hăng hô tu ana gate kale, tức là một trong những cái phước báo này, cái công đức thiện sự này, nó trở thành một cái điều kiện, cái duyên lành để giúp mình dứt sạch những cái điều ô nhiễm, tức là phiền não lậu hoặc không còn ở nơi tâm của chúng ta. Thì đó là cái công đức thiện sự chúng ta làm. Mà nếu chúng ta làm thì nó không mất ở đâu, nó không mất ở đâu, và nó làm nhân làm duyên để cho chúng ta hướng đến cái sự giải thoát. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nếu những người có cái hoàn cảnh, có những cái điều kiện tốt, họ sẽ dành cái thời gian trọn bộ thời gian để họ hành thiện. Nhưng mà cái người mà không có một cái điều kiện tốt đó, thì mình cũng vẫn sống cho chính mình ở trong hiện tại. Đó là công đức thiện sự. Công đức thiện sự. Và chúng ta suy quán đến cái lời dạy của Đức Phật. Cái gì cũng vô thường. Vạn pháp hữu vi là vô thường, khổ. Chúng ta có suy quán như vậy. Thì cái việc mà chúng ta thiết thực nhất, thực tiễn nhất cho cái đời sống của mình, đó là công đức thiện sự. Mà lúc nào chúng ta còn thức tỉnh được, chúng ta còn tạo trữ công đức được, thì lúc đó chưa phải là muộn. Chưa phải là muộn. Chỉ có một cái là chúng ta không làm thôi. Chúng ta không thực hiện thôi. Dù chúng ta là ở tuổi ấu niên, tuổi trung niên hay là tuổi thanh niên gì đó, chúng ta không làm thì cái điều đó nó cũng chẳng có lợi ích gì. Thời gian thì luôn luôn trôi qua.
tuổi già thì luôn luôn đeo đuổi tới gần. Do vậy thì mình chỉ nghĩ rằng công đức thiện sự đó là cái điều tốt nhất để cho mình nương tựa, và chính cái đó là những cái điều kiện tốt để giúp cho mình dứt được cái lậu hoặc phiền não, giải thoát trong tương lai mà thôi. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là chúng ta có điều kiện thì chúng ta dành thời gian để tu thiền. Ngoài cái việc mà tu thiền đó thì mình cũng phải tạo các cái công đức thiện sự để hỗ trợ cho cái việc tu thiền của mình nó được mau có cái sự kết quả tốt, thành tựu tốt. Nếu chúng ta không có điều kiện thì chúng ta vẫn tu tập được các cái công đức thiện sự khác, từ cái việc bố thí cúng dường, từ cái việc cung kính phục vụ nghe pháp, rồi chúng ta làm các cái công đức thiện sự đó, mà mình phải làm bằng với sự nhiệt tâm. Nhiệt tâm là chính cái sự nhiệt tâm đó đã bằng với cái niềm tin, bằng với cái sự hiểu biết của mình, thì đó là một cái sự lợi lạc lớn cho cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Sa thủ kích trừng Thượng Tọa Pháp Thân. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông quan hệ trở lại với một câu thảo luận, không biết Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Sư Nguyên Thông, trong trường hợp có những người họ không muốn than vãn về quá khứ, nhưng mà muốn quay lại quên không được. Cái chuyện nó buồn rồi mình cứ mình muốn xua đuổi đi cũng không có quên được. Thì trong trường hợp đó mình nên làm gì? Xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cái người mà hiểu Phật Pháp đó Sư Phụ, thì cái vấn đề đó rất rất là dễ. Bởi vì một cái điều buồn mà mình cứ nhớ hoài, thì mình phải biết là cái điều buồn ở trong tâm mình, cái đó là một ác bất thiện pháp. Nếu mà mình còn giữ đeo đuổi nó hoài thì mình thân quải mạng chung, thì mình đi vào địa ngục. Cho nên nghĩ đến đó thì tự nhiên mình quên. Hơn nữa mình tập mình bỏ quên chứ không có nhớ lại nữa, nhiều lần nữa thì con nghĩ rằng thưa Sư Phụ, mình sẽ quên đi những cái quá khứ đau buồn đó, mà mình chăm vào cái hiện tại. Bởi vì mình có những cái nhiệm vụ phải làm, thí dụ như còn đi làm việc đó thì phải nghĩ đến việc làm, còn ở nhà thì bao nhiêu cái việc làm, thí dụ nhà cửa có những cái điều gì mình nó không đúng đắn thì mình sửa lại. Cho nên nếu mà con người mình á, mình nghĩ đến cái hiện tại mình phải làm hoàn tất những nhiệm vụ mình, thì mình đâu có thời gian nghĩ cái quá khứ được. Bởi vì những người đó mà có lẽ là họ lười biếng, hoặc việc nhà họ làm, việc ở sở thì họ không làm, cho nên họ có nhiều thời giờ. Cái điều đó là không đúng cho họ. Cho nên tất cả những cái điều gì mà nó xứng đáng cho mình để mình làm thì mình làm, còn những cái mà không xứng đáng, mà cái chuyện đau buồn đó là một ác bất thiện pháp, tại sao để trung tâm? Vì vậy cho nên mình phải nghĩ rằng mình nghĩ về cái điều đó là không đúng. Khi thân quại mạng chung mà cái điều đó còn nằm trong tâm mình thì có lẽ là không có tốt cho mình. Vì vậy cho nên nếu mình nghĩ như vậy thì con nghĩ rằng mình sẽ quên đi những cái quá khứ đau buồn, và mình chú tâm vào cái giây phút hiện tại, những việc cần mình làm trong giây phút hiện tại, như nhà cửa hay là chuẩn bị trong cái việc làm của mình. Còn nếu đối với là những người Phật tử hay những người tỳ kheo trong này đó, thì mình phải học Phật Pháp. Bao nhiêu bài học Phật Pháp mình phải ráng mình luyện, rồi tiếng Pali mình phải luyện, thì đâu còn có thời gian mà nghĩ những điều mà không đúng như vậy. Đó là những điều suy nghĩ của con để về cái câu thảo luận số 4. Nếu muốn quên đi quá khứ đau buồn nhưng không quên được thì nên làm gì? Thì không nghĩ đến nó nữa. Mình làm những cái chuyện mà mình có nhiệm vụ phải làm trong hiện tại thì đâu còn thời gian để nghĩ đến tương lai, để nghĩ đến những điều mà không đúng, những điều mà đau buồn trong tâm của mình. Kính thưa Sư Phụ, đó là cái suy nghĩ của con. Tuy nhiên con xin mời Sư Phụ trở lại mai để chỉ thêm những điều mà con nói cũng đúng, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ. Sa thủ kính trừng Sư Nguyên Thông. Thượng Tọa Tư Quyền ơi, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và Thượng Tọa nghe được không? Dạ. Thượng Tọa Tư Quyền, ở trong cuộc sống của chúng ta thì thường là cũng phải có những cái dự phòng cho những trường hợp tối lửa tắt đèn. Ví dụ như sống tại Houston thì
cũng nên có chuẩn bị cái gì đó trong cái mùa bão bão đến thì mình cũng cái gì có sẵn nó cũng đỡ hơn là không có. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị cho cái trường hợp như vậy thì có gọi là sống nặng lòng với tương lai hay không, hay là chuyện đó thì nó cũng là bình thường thôi, cái tính ý kiến của Thượng tọa Thầy Quyền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con kính lễ đến chư tăng và toàn thể quý vị. Kính bạch thượng tọa, ở đây chúng ta phải có một cái sự hiểu biết nó rộng hơn, nó mạnh hơn, chứ không chúng ta không hiểu được, không thể nói bằng một điều. Ví dụ như mình để cho đến khi mà tối lửa tắt đèn, hay người ta nói một câu tích cóc phòng cơ, cái cơ nguy tích góp để chuẩn bị cho cái cơ nguy, thì hoặc là tối lửa tắt đèn đó chẳng hạn như là để cho tương lai. Thí dụ như một như là thường tôi vừa nói cái chuyện ở Houston sợ cái bão táp, hay là chúng ta sống chúng ta cần có một chút xíu gì đó để cho tuổi già của chúng ta, để bệnh hoạn khỏi phải khổ sở, khỏi phải điêu đứng, khỏi phải nhờ vả, khỏi phải van xin, khỏi phải cầu khẩn, vân vân. Thì những cái đó đó là những cái mà chúng ta dự phòng như thế đó, cho tương lai như thế đó, là một sự dự phòng. Cái mà đừng cứ ước vọng đến tương lai một cách quá nhiều, thí dụ chúng ta hoang bị cho cuộc sống tương lai của mình, đó là một cái ước vọng mà nó không nên. Nhưng chúng ta phải có sự chuẩn bị chứ. Thí dụ như nếu giờ bây giờ mình không chuẩn bị cho cái sức khỏe của mình nó tốt, bây giờ mình uống thuốc để ngừa, mình chích thuốc để ngừa cho cái dịch, hay là ngừa cảm sốt cái này nó, nếu chúng ta uống như vậy chúng ta nói mình tới cái nghiệp mình bệnh này rồi chứ có gì đâu. Bây giờ mình cứ sống tà tà đi, sống cứ thoải mái đi, vân vân, thì chúng ta không giữ gìn thì phiền não nó tới. Mà trong kinh cũng vậy, là phải có sự phòng hộ. Cái sự phòng hộ hay có một sự bảo gìn đây, có nghĩa rằng chúng ta phải giữ gìn cái sức khỏe chúng ta cho được tốt, và cũng như chúng ta phải biết bảo quản tài sản chúng ta cho nó có một căn bản tốt đẹp, để chúng ta mới có phương tiện. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình tất cả mình phòng bị một cái chuyện gì đó đây là làm sai lời, và không phải như vậy. Cái điều đó không phải như vậy, mà chúng ta nên nên sự nên biết quan tâm đến cho cái đời sống, và nhất là cái sức khỏe của mình một chút xíu. Chứ ví dụ như bây giờ nếu như vì ở sống ở bất cứ nơi đâu, chứ bây giờ cái đứng nói chia đất Mỹ, bất cứ nơi nào cũng vậy, nếu như là bệnh mà chúng ta không có tiền, đây là một vấn đề hết sức mệt mỏi. Chúng ta không có điều kiện để chữa trị, chúng ta có thể nói điều kiện đi, tức là không có một cái bảo hiểm với cái insurance đó. Thì nó rất là nguy hiểm cho chính mình. Bình thường thì không có chuyện gì, nhưng đến khi nó có chuyện, nhưng chúng ta đừng bao giờ mà cứ phòng bị rằng mình cho rằng là mình sẽ an toàn được tất cả, không có. Mà chúng ta chuẩn bị, có một bước chuẩn bị một cách căn bản, rồi chúng ta không có phải chạy theo theo cái sự tù bị, cái sự tính toán như thế, đó mới là một cái giá trị tu. Thí dụ như bây giờ mình đi mà mình không cẩn thận thì chắc chắn phải đạp gai, hay sống, quý vị biết sống ở những cái sống ở rừng hay là những chùa lớn, nó có nhiều cây cối, nó có nhiều cỏ, nó có nhiều bụi, nhiều lùm, quý vị biết đi phải có sự phòng trừ, tức chúng ta phải có cái cây, phải quơ, hay là phải đi phải dậm chân, phải nặng chân để chi, để có rắn rít gì đó nó tránh né một phần. Như vậy thì cái sự nếu như chúng ta nói vậy, chúng ta phải sợ nó đi đại đi tới cái nghiệp nó cắn chết rồi chết, nó sống rồi sống, dạ, nó nói gì không có được. Hay là chúng ta bị do chúng ta không có cái sự cẩn thận, do chúng ta không có một cái sự chuẩn bị cho cái chuyện nó sẽ tới, thì cái sự chuẩn bị đó đó nó phải là cái điều mà chúng ta ước vọng tới tương lai. Mà cái điều này quý vị biết là chẳng hạn như đi, có lẽ nếu quý vị nào mà sống ở ở miền Đông, chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó rất dễ dàng. Hay là sống ở ở cái coi như là cái nơi đó nó cây cối, nó ao tù nó nhiều đi, thì nhiều rắn rít lắm, nhiều cái con bò cạp hay là nhiều cái rắn rít nó bò lên.
hay trước khi chúng ta nằm xuống đó, chúng ta phải biết biết vũ cái gối, vũ cái mền. Quý vị có những chùa đó, có những hoặc những cái nơi đó mà bò cạp hay rắn đó, nó đến khi cái như là cái mùa đông, chúng ta nói mùa đông á, nó cảm thấy nó lạnh, nó tìm những cái chỗ nào mà nó ấm lên, những cái chỗ nào chỉ như gối hay mền gì nó che khuất, nó chui vô đó, thì tự chúng ta phải bị cái à, con bò cạp hay bị con rắn nó cắn, nó rất là mệt. Mà quý vị biết bò cạp nó cắn á, chúng ta sốt, chúng ta không chết thì con sốt nhíp lên là người sốt luôn, chứ đừng nói chi mà rắn. Và vào lúc đó thì nếu như gặp cái rắn mà nó cũng hiền chút được, chứ nếu rắn dữ, rắn độc thì chúng ta thấy hết sức nguy hiểm cho sinh mạng của mình, thì đó chính là một sự không cẩn thận của mình. Thì nếu như vậy chúng ta làm, chúng ta chuẩn bị phải ngăn trừ cho đừng cái con bò cạp hay đừng có rắn rít nó cắn, thì chúng ta sợ cho cái bảo vệ mạng sống của mình. Như vậy là ái luyến mạng sống của mình, chúng ta quan phải nói như thế. Mà chúng ta cũng chuẩn bị một cách căn bản thôi. Chúng ta vô, chúng ta phủi, chúng ta cẩn thận khi chúng ta nằm xuống, coi chừng cái con này con kia. Thứ nhất khỏi phải đè, khỏi phải đạp nó chết. Và được thứ hai nó khỏi, nếu nó nằm kế bên thì nó cắn chúng ta. Đó là một sự chuẩn bị tốt, chứ không phải là một sự chuẩn bị đó, mà lại là nặng lòng với tương lai, hay hoặc là cái chuyện sẽ tới. Bởi vì sự thật ra trong cuộc đời này, như chúng ta nhớ trong cái bài kinh, để ngăn trừ những cái lậu hoặc đó, phải tránh né, phải tu tập, phải tham nhẫn. Chúng ta phải tránh né chứ, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải biết bảo giữ, bởi coi như chúng ta phải biết gìn giữ. À, chứ mà nếu không một lần là kẹt ngay. Dạ, thì như vậy cho nên, rồi tài sản của chính mình, ví dụ như bây giờ quý Phật đi. À, bây giờ thôi mình có cái mình sử dụng, mình xài hết rồi, đến khi nào mình cứ nghĩ rằng cái phước có là nó có đúng như vậy. Nhưng điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy nó quá một chiều, phải nói đó là một cái tấm lòng mà bỏ hết tất cả, thì điều này nó tốt đẹp, nhưng chưa chắc rằng chúng ta, liệu chúng ta có sự buông bỏ hay không, hay là chúng ta lại là chúng ta đi buôn, đi ăn chơi, đi chơi bời, hoặc là chúng ta bị sử dụng những cái đồng tiền mà chúng ta không biết dừng lại, chúng ta không biết kiểm soát nó, đến khi chúng ta hết tiền, đến khi chúng ta không còn cái gì nữa, chúng ta ngồi đó chúng ta âu sầu thở than. Đó là những cái mà chúng ta biết là nướng vào những cái sòng bài, hay là những cái dạ hội, những cái cuộc vui mà nó mất cho sức khỏe, nó mất cho cái danh dự, nó mất cho cái tài sản của mình, vân vân. Thì chúng ta nói thôi kệ, cái chuyện tương lai của mình, nghèo có số, có mạng, cho nên thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Nói như vậy không có được. Người ta nói rằng triệu phú vô cần, tỷ phú vô thiên mà. Ở đây thì không phải thiên, nhưng mà do cái nghiệp của mình phải cần kiệm một chút xíu. Mà ở đó chính là Đức Phật nói là sử dụng tri túc và nó đúng chỗ, đúng điều thì nó được tốt đẹp. Chứ còn nếu như chúng ta sử dụng, hay hoặc chúng ta sử dụng đồng tiền, hay chúng ta sử dụng những cái vật dụng gì cũng vậy hết. Thí dụ như bây giờ, ngay cả trong cái tài sản của Tam Bảo chùa chiền cũng vậy đó. Nó có đó, nhưng chúng ta biết sử dụng, chúng ta có xong rồi chúng ta cứ xài. Thí dụ như về cái điện ga cũng vậy đó. Chúng ta phải tự tiết kiệm, chúng ta phải tự biết bảo quản. Chúng ta đang nói ví dụ như ở trong chuyện chùa, thì cũng như chuyện nhà cũng vậy. Và chúng ta cứ xài thả ra thì tự chúng ta sẽ tự tạo cái nguy hiểm cho chính mình, chứ có chuyện gì đâu. Mà chính chúng ta cái điều đó là chúng ta có cái lỗi, có cái lỗi với cái gì, với cuộc đời này đã có nhiều điều cho chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu trong cuộc đời đó, không có phải mà chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta làm, hay chúng ta cứ keo kiệt cho bỏng sẻn, hay chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta buông thả cái đời sống như vậy, cũng không phải là đúng cái tinh thần của Đức Phật này dạy. Chúng ta buông bỏ hết tất cả thì chỉ có cái tinh thần của các bậc đại giác, hay các bậc Bồ Tát, hay những người có cái tâm xả ly thì người ta sẽ làm được tất cả. Và người ta có một sự vững chắc, có một tâm kiên định, thì mong rằng sẽ có những con người không phải sợ hãi, được đối diện mà tâm vẫn vượt qua khi những khổ nạn khổ ải nó xảy ra tới với mình.
Nhưng kính thưa quý vị, trên tinh thần mà gọi là trung đạo một chút xíu thì chúng ta phải hiểu cái gì cũng cũng đúng, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc mà sử dụng đúng cách thì nó sẽ được tốt đẹp. Chứ không phải là cứ ngồi cứ giữ hoài cũng chết, và cứ lo cho một sự hoàn bị thì cũng không xong. Cho nên đây chính là cái, với cái sự suy nghĩ của chúng con là như thế. Nhưng có điều gì cần một chút thì tính cũng nên cẩn đoạn cũng nghĩ ngay trong một thời gian. Dạ, xin cung thỉnh sư phụ trở lại, thưa sư phụ. Dạ, xin quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thưa quý Phật tử, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi bị gián đoạn đường truyền. Chỉ muốn nói ngắn một vài điều, đó là ở trong cuộc sống của chúng ta đó, là để có thể sống được hiện tại, nếu quý Phật tử không có tu thiền quán được đó, thì có thể tập sống an lạc trong hiện tại này. Dạ. Mỗi ngày công việc gì chúng ta làm, như là nghe pháp ở trong podcast, hay là rửa chén, hay quét nhà, khi chúng ta làm, chúng ta làm sao mà mình làm cái gì mình để tâm ở đó, mà mình cảm thấy thật sự an lạc ở đó, đó là điều quan trọng. Đi bộ, sống gần với thiên nhiên. Dạ. Chúng ta đi bộ giữa đất trời mênh mông, mình cảm nhận thiên nhiên, dù là ngoài biển cả, trên núi, hoặc là ở giữa những hàng cây, thì nó cũng là một cách để chúng ta đem tâm trở về với thực tại. Mình lắng nghe nhiều hơn đối với những người xung quanh. Khi mình nghe pháp, mình cũng nghe bằng tâm lắng nghe mình, những người khác họ nói chuyện với mình lắng nghe nhiều hơn, mà mình bớt bớt nói lại, lắng nghe nhiều, thì đó cũng là một cách chúng ta tiếp xúc với thực tại. Và ở trong chùa thì có một vài cái sinh hoạt mà có cái cách là đem tâm chúng ta trở về với hiện tại, như tụng kinh. Tụng kinh cũng là một cách đem chúng ta trở về với hiện tại. Nói chung thì nếu chúng ta muốn, và chúng ta lập tâm rằng mình sẽ sống với từng khoảnh khắc một, từng giây phút một, và sống với một cái tâm tư đặt để ở tại đây trong giây phút hiện tại, sống kết nối với thiên nhiên, sống hài hòa, thì thưa quý vị, những điều đó sẽ giúp cho chúng ta bắt được một cái nhịp cầu với hiện tại, và chúng ta dần dà sẽ cảm thấy an lạc nhiều hơn, bớt đi cái sự chi phối của quá khứ, và bớt đi lo lắng về tương lai. Và vị nào mà muốn nữa thì có thể đọc thuộc một cái bài kệ ở trong kinh Nhất Dạ Hiền, đó là cái bài quá khứ không tri tầm, tương lai không mộng tưởng. Bài kệ rất là đẹp, rất là hay, mà chúng ta đọc thường để nhắc nhở.
Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chư chư Tôn Đức đã vào Room để chia sẻ, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có chương trình tương ứng bộ kinh do Thượng Tọa Học Pháp Tân giảng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Sa thủ lành thai. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bề mặt. Giảng dạy những giáo nghĩa di diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quỷ đạo hữu luôn an lạc các thường trong chánh pháp màu nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sapa Buddha Rupa Vena Soti Hontu Niro Sarana.